ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើស្លាប់មន់ក្រឡុកចាគឺមានពីរបែបចាទី1គឺក្រឡុកបែបប្រៃផ្អែមចាហើយមួយទៀតគឺក្រឡុកបែបហឹលចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទេសនាដោយតទៅបងខ្ញុំមានស្លាប់មន់ចាគឺស្លាប់មន់សាច់ chà đọc slap hay khi nhôm mà vô vi mà tram cho mùi nâng tắc ẩm bớt chà nhôm đã ẩm bớt nâng chà cần là slap pre cà phê chà hay nhôm tram cho mùi nâng tắc ẩm bớt nâng rồi dạ bê đọc để tì sân chà mình toa pi đọc để tì hơi bông ôn chà vô vi mà chạy tới khăn ông chan mùi máu tại dương bà chăm bay liên tắc mà xa tê tê bông ôn còn là thà dương strong vị chanh hái chà dùng bả cho muối nương chà mà xài cha khi nhom prà potato starch chà muối slap pre cà phê hái dùng cho bỏ vị sập tới chà nằm bay ở sạc dương ban chân ó bông bồn pe bông bông cua tầm miên tia bông mạt muối tới chà dùng vo cầm đá pre dương nương cứ mà rồi học sập ăn xa xế phần toa mắc khi nhom mở đã slap mòn bông bông chà khi nhom bông bông tay muối chôm té chà cứ ớt đôi cô slap mòn tê chà bờ dương bông bông pi chôm sạch slap mòn nâng viên tư chỉ ngụt bê cái bóng bồn hay vì sọ chết tật hay slap mòn khi nhóm mà xông nè nó bóng bồn này pra slap mòn bà phê mòn sạch bàn vì miền sạch trán hay vì nhóm tư chẳng anh chừng mòn khám ái bóng bồn chấm pua mà sao bóng bồn bóng bồn ai pra mà sao vậy các bạn đấy rồi bóng bồn cho chất chà bóng bồn ở bên rồi tới chà riêng tục mùi lại cha mình toa mới nhôm rầm lẹt bẹt cả đá cha khi nhôm cha đã cho từ khăn ông te muối khi nhôm đã cha cứ ra xó muối sập bề bái mì rin muối sập bề bái tất sĩ yếu muối sập bề bái hay nâng sco xó muối sập bề cà phê cha hay dùng bạc phượng tới hay dùng cờ lộc vì cha dùng cho muối nâng sập mòn nâng cha dùng cờ lộc chân máu oi vì hiện ngủ từng tiết tới bong ốn trong dùng rồi cha là ngô so các bạn là ngô khăm ai các bạn đây cha dừng đặt bì lơ tới hơi cha dừng tục mùi lại sân cha trong này bẹ cả đá tiết cứ nhôm vô bia mà ly cho mùi nhưng mà sao súp cha cả là slap pre cà phê hay nhưng mà sao coriander cha mà sao chi văn xôi cha cả là slap pre cà phê hay nhưng mà sao mà tết cha cả là slap pre cà phê đài nếu mình toàn mấy dương cả lọc chồ khnề tới cha cả lọc sọt tới cha cứ rồi rồi chỉ cả sạch បងប្អូនបានចំអិនចាំម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាប់នឹងខ្ញុំផងចាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើចាគឺអាចញ៉ាំលេងបានញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានដែរចាសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទេសនា Follow page ទាំងពីររបស់នឹងខ្ញុំផងចាគឺរំដួល Fast Food និង Y Kitchen អរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye.